Kính thưa toàn thể quý vị các bạn, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị các bạn 3 tấm tranh phù thể viên mãn. Một tấm ở giữa thì chúng tôi làm tranh thôi, không có đốc lịch, và hai cái hai bên thì là đốc lịch. 3 tấm này thì là của 3 khách hàng đã đặt chúng tôi. Hôm trước rồi chúng tôi đã có một tấm hoàn thiện và quay video lên thì đã có 3 khách hàng đặt thêm 3 tấm. Thì hôm nay chúng tôi đã hoàn thành cả 3 tấm và một lúc nữa thì chúng tôi sẽ cho đi lắp khung và cho đi hoàn thiện. Thì chúng tôi sẽ quay kỹ từng tấm một cho quý vị xem. 3 tấm đều đẹp như nhau, đúng không ạ? Quý vị có thể thấy là độ sắc, độ kỹ, độ tinh tế, sắc nét, đúng không ạ? Độ cực kỳ sắc nét luôn, cực kỳ kênh bóng sắc nét quý vị. Gỗ dày 7 phân, độ luồn tay vào thì thoải mái luôn, độ luồn tay vào thì quá thoải mái luôn, quá kênh bóng và nét sắc, nhìn như gắn vào, đúng không ạ? Nhìn như gắn vào. Đấy, gỗ liền quý vị, dùng kỹ nhìn được không? Thì đấy cái gỗ liền, đúng không? Gỗ của chúng tôi là liền. Đây cái cục này chẳng hạn, đấy chẳng tự nhiên chúng tôi chẳng bao giờ gắn cái này vào làm gì, đúng không ạ? Gỗ là liền. Và chúng tôi móc kênh bóng ra, đúng không? Kênh bóng hết cả lên, đúng không? Rất kênh bóng luôn. Đấy, rất là kênh bóng và sắc. Quý vị thấy cái độ sắc nét không? Cực kỳ sắc nét luôn. Những con chim còn có cực kỳ khôn, những cái hoa mai cực kỳ sắc nét, đúng không ạ? Đấy. Đấy, tấm tiếp theo nó cũng giống hệt như vậy thôi, tất cả đều rất kênh mông và rất sắc nét, đúng không ạ? Cực kỳ kênh mông sắc nét và có hồn. 3 tấm là như nhau, 3 tấm là cực kỳ sắc nét. Chúng quý vị nhìn con công, nhìn con công, nhìn mặt nhìn rất gớm, đang nhìn một cách rất là có hồn, đúng không ạ? Cái lông đuôi của nó tuyệt vời luôn. Thì cái chỗ này thì để treo lịch quý vị nhá. Còn tấm này thì chúng tôi cải tiến đi là không treo lịch nữa, thì làm ngọn núi rất là đẹp. Thì số điện thoại liên hệ của chúng tôi là 0975940966 và địa chỉ thì ở đại nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Quý vị có thể về trực tiếp để tham quan và mua sắm hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên. Chúng tôi làm bao ship toàn quốc quý vị ạ, bao ship toàn quốc. Quý vị ở chỗ nào chúng tôi cũng ship đến tận nơi được. Và quý vị xem cái video đó thì là quý vị nhìn nó cũng rất là thực tế rồi, đúng không ạ? Chúng tôi để ngoài trời rất sáng và rất rõ ràng, rành mạch, người thật việc thật và rõ ràng luôn. Cái này sau khi hoàn thiện chúng tôi thêm cả khung nữa thì nó ra là cỡ là 50 x 81, rất là to đấy quý vị ạ, rất là to đấy. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.